Ok, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm trước thì mình có đăng cái clip mình chơi game Minecraft Dungeon này ở trên kênh của mình. Thì rất là nhiều anh em hỏi cách để có thể chơi. Thì hôm nay thì mình sẽ có bài làm clip hướng dẫn anh em, chỉ anh em cách để chúng ta có thể chơi được tựa game Minecraft Dungeon ở trên mobile đó. Ok, thì trước tiên thì mình sẽ vào game cho anh em xem nhé. Đó. Thì nếu mà anh em chơi ở trên mobile này đó, thì sẽ chơi như thế này. Nó đại loại là có các cái phím bấm như này để cho anh em chơi. Mà cái con Minecraft Dungeon này nó có một cái rất là hay, đó là ở trong cái kho game của dịch vụ mình đang chơi ấy, thì nó hỗ trợ cả cảm ứng luôn này. Từ từ mình tắt cái tràn viền đấy nhá. Đó, cho anh em xem nhé. Đây đây là Minecraft Dungeon ở trên thiết bị mobile. Đó, nó có thể chạm cảm ứng như này mà không cần nút bấm nhé. Đó, nó cũng có, hoặc là nó cũng có những cái nút bấm hỗ trợ riêng đó, như này. Đó, đây là chơi ở trên mobile nha anh em nhé. Đó, mình đang chơi trên điện thoại của mình. Đó. Ok. Đây. Các cái chức năng thì cũng giống y như đúc ở trên PC thôi. Đó, cho anh em xem này. Đó. Các cái nhiệm vụ cũng vậy. Đó. Thì mình đang chơi ở trên một cái web, một cái trang web có tên là xbox.com/nweb.play nhé. Đó. Thì cái trang web này là một cái trang web của Xbox Cloud. Đó. Thì cho anh em nào mà chưa biết thì Xbox Cloud ấy thì sẽ là một cái trang web giúp anh em có thể chơi những cái tựa game PC như là Minecraft Dungeon này ở ngay trên mobile. Đó. Thì mình thấy có cả cái game Minecraft đây thì mình tìm cho anh em xem này. Có cả Minecraft Legend nữa. Đó. Anh có thể cả chơi cả cái game này. Đó. Cái kho game của trong cái trang web này thì rất là nhiều nha anh em nhé. Nó có khoảng hơn hơn 300 trò anh em ạ. Này. Ví dụ như là có cả Mortal Kombat này, có cả Tab Simulator này, có cả Free Fire 3, rất là nhiều game như là đua xe như là Forza này. Đó. Thì anh em có thể chơi ngay ở trên cái trình duyệt web này nhé. Đó. Đây, anh em nào mà muốn vào tham khảo xem thì có thể vào trang web mình để ở đây nhé. xbox.com gạch chéo n gạch ngang us.play. Đó. Thì anh em có thể khi em xem tất cả các game ở trong này. Đó. Đó. Anh em nào anh em bật bấm CALL game này nhé. Đó. Ok. Trong này có rất là nhiều game luôn. Đó, lướt mãi không hết luôn anh em ạ. Đó, rất là nhiều game. Đó, thì anh em có thể chơi Minecraft Dungeon ở trên này nhé. Đó, thì cái trang web này thì nó là Xbox Cloud. Đây cho anh em xem này. Đây. Xbox Cloud Gaming Beta nha. Trang web xbox.com. Đó thì cái trang web này nó sẽ trả phí và nó sẽ bắt anh em phải mua thì mới chơi được. Nó giá thì nó sẽ khoảng 16 đô, hơn 400k Việt Nam đồng. Đó, nhưng mà cái kênh hiện tại thì cái kênh mình đang cung cấp dịch vụ bán dịch vụ cho anh em Xbox Cloud này thì giá với rẻ hơn. Bên mình thì đang bán với mức giá là hơn 100k một tháng thôi. Đó. Giá chỉ từ 100k đó thì sẽ được chơi như tất cả những cái tựa game ở trong này. Đó. Thì anh em nào mà muốn thấy hợp mình muốn chơi thì có thể liên hệ vào Zalo của kênh mình nhé. Zalo thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả video. Đó. Thì anh em sẽ được chơi tất cả những cái game PC ở trong kho game của nó ở trên ngay trên mobile.
anh em có thể chơi ở trên Android như mình đây, hoặc là ở trên iOS hoặc là iPad đều được nhé. Đó. À, một cái mình quên chưa nói với em là tất cả những cái game ở trên đây thì đều được hỗ trợ tay cầm hả? Đây, ở đây thì mình có đang có cái tay cầm D3 của mình. Mình sẽ kết nối vào nhé. Thế thì anh em cũng có thể mua những cái tay cầm chơi game giá rẻ như này. Cái tay cầm của mình thì giá có 300k thôi. Là thì anh em có thể mua để chơi cho nó xịn sò một xíu. Đó, thì mình sẽ ok, thì bây giờ mình sẽ gọi là test một xíu nếu mà anh em chơi tay cầm nhé. Ở trong này có cả Minecraft Dungeon với cả Minecraft Legend. Đó. Anh em chơi game nào thì tùy nhé. Mình thích chơi Minecraft Dungeon hơn thì mình sẽ vào chơi Minecraft Dungeon nhé. Ok. Một cái lưu ý nữa cho anh em nào mà chơi game ở trên cái trang web này, thì cái trang web này thì nó sẽ chơi thông qua server của Xbox. Đó. Thì anh em không cần tải game về đâu, mà anh em sẽ chơi game ở ngay trên trình duyệt luôn. Đó. Kiểu như anh em xem YouTube với cả Netflix ấy. Đó. Chỉ cần vào trang web này chơi được rồi. Đó. Như mình đang chơi ở đây này. Đó. Thì sẽ yêu cầu anh em là mạng ổn định nhé. Đó. Nếu mạng anh em lag ấy thì sẽ chơi nó sẽ bị lag. Đó. Thì bây giờ thì mình đang kết nối wifi như mạng nhà mình. Mạng nhà mình đây cho anh em xem. Mạng nhà mình thì là mạng 5GHz nên là rất là ổn định luôn. Đó. Ok. Đó, thì mình sẽ vào test một ván cho anh em xem mình chơi ở trên tay cầm nhé. Nó cũng khá là mượt anh em ạ. Đây cho anh em xem này. Chơi trên trình duyệt web mà nó mượt như này là ok rồi. Mình sẽ vào một ván anh em xem nhé. Ok. Đó, anh em có thể chơi bằng những cái tay cầm giá lẻ rẻ như này. Cái tay cầm mình mua giá 300k thôi. Đó, lắp vào chơi game rất là hợp luôn. Mình cũng khá là thích cái game Minecraft Dungeon này. Nó kiểu đồ họa pixel với cả nó đồ họa rất là đẹp luôn. Minecraft thì rất là nổi rồi. À, thì anh em nào mà muốn mua để chơi thì có thể liên hệ vào số Zalo của mình nhé. Mình có bán gói cho anh em. Ok. Bật loa to cho anh em xem nhé. Đó thì anh cho anh em xem này, có nét không? Để mình cài full màn hình cho em nhé. Anh em có thể chỉnh full màn hình như này. Đó. Hoặc là cũng có thể điều khiển bằng đây. Ở trong game này thì anh em có thể trang bị những cái vũ khí như là cung tên đó. Cung tên bắn này, kiếm này, hồi máu anh em bấm RB này đó. Rất là hay. Nó đi bắn quái này, đồ họa rất đẹp luôn. Hay còn nếu anh em không chơi tay cầm thì nó sẽ như này. Ở đây mất rồi, không có phím. Mình quên, đây là hồi sinh rồi. Wow. Đó.
nhặt bom, nhặt bom này. Đó. Xô. Bót bót anh ơi. Bót bót. Đó thì đại loại là chơi nó sẽ như vậy. Đó, anh em sẽ chơi trên trình duyệt web và có những cái nút bấm như này, hoặc là anh em có thể chơi tay cầm nhé. Và mình sẽ thoát ra game. Rồi. Video đến đây là cũng khá là dài rồi, thì mình xin chào tạm biệt anh em. Và nếu mà anh em nào mà muốn mua bên mình cái dịch vụ này thì cho nó giá nó rẻ. Đó, hơn 100k ở trên web thì nó giá khoảng 16 đô một tháng cơ. Đó. Ok, thì anh em nào mà cần mua thì liên hệ vào Zalo của mình nhé. Ok, mình sẽ kết thúc video ở đây.